Lời đầu tiên em xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em sẽ đền cho anh em tổng cộng cũng là 9 con máy, 9 con máy là đồng có đá. Máy này chuyên cho anh em đánh bạo lực nha. Đánh biển, đánh bạo lực. Máy này là máy bãi, xước xác theo thời gian nha anh em. Rồi, đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây là con thứ nhất. Con thứ nhất là một con carbon. Đây, máy để carbon body. Toàn thân carbon, làm báo carbon đây, nó có tem đỏ trong đây là carbon. Nói chung thì ngoại hình con này nó là carbon nên nhìn nó rất là xám, nó xám xám vậy nè, nhưng mà ngoại hình rất là mới nha anh em. Đây thì nồi cắt mấy con chim cò gì đây không biết luôn, con cá, con mực gì đây. Đây cước 4 được 225 m, cước 575 m. Máy carbon, hàng này hàng Olympic, hàng nội địa Nhật nha anh em. Hàng Nhật chắc ăn luôn. Đây con lăng quăng lăng. Anh em bán máy cho anh em test con lăng này trước. Con lăng này rất là quan trọng khi anh em thu cước á, cước nó không bị tưa. Đó, ngoại hình khá ok. Ngoại hình con này khoảng 90%. Đây. Đó. Đây, mắt tem đầu. Bộ bên sống. Lấy cước ok, máy đổi trái phải bình thường. Đó, tay gấp ok anh em. Đó. Và cộng ok. Đó. Một bên sóng. Đó. Bên ngực ok nè. Đó, rất êm nhẹ nha. Đó. Đó. Máy này thích hợp cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chim. Đánh mọi thể loại luôn. Máy carbon này đánh biển cũng ok. Máy này kéo rất là khỏe. Rồi, giá công khai máy thứ nhất luôn. Máy thứ nhất có giá là 450k nha anh em. Con này có giá 450k. Xây này xây tầm 5.000, 4.5 ngàn. Đó, máy thứ nhất 450k. Rồi, tiếp theo là con máy số 2. Một con Daiwa. Một con Daiwa ST1000X. Đây, hàng vẫn là hàng nội địa Nhật. Ngoại hình máy đây. Đó. Đây, xước xác muối ăn trong đây tí. Đó, soi kỹ cho anh em xem luôn. Nó không che, không giấu. Đây, nồi đây. Con lăng này quẳng lăng nha anh em. Đây, thấy không? Đó. Đây vậy. Đây gấp lại bình thường. Đó. Đầy đủ, tem đầy đủ hết. Và cộng im mực. Đó, mua bên là mua bên sống. Để cước lửa, cước ok. Đó. Động rất là mượt. Mấy hàng dòng Daiwa ST Sportline này, ST1000X, có chi ít sao hoạt động rất là ok nha anh em. Đó. Nói chung thì quay êm mượt. Con này có xây là xây 4.500, 5.000. Cước 4 được 230 m, cước 5 được 180 m. Đó, giá công khai máy này luôn. Giá công khai 400k nha mọi người. Máy số 2 400k. Đó. Tiếp theo là con máy số 3. Máy số 3 vẫn là một con máy Olympic hàng nội địa Nhật. Đó. Ngoại hình thì mối ăn xuất sắc theo thời gian. Con này là con Olympic Max 3. Đó, anh em biết dòng này thì anh em khỏi bàn. Đây đặc biệt là con lăng em lăng. Đó. Máy về làm test con lăng hết cho mọi người. Đây hoạt động đây. Máy hoạt động rất là đậm nha mọi người. Đó. Máy hoạt động rất là đậm, máy xước xác theo thời gian. Xây con này xây tầm khoảng 7.000, 8.000. Để cước ok, mạnh khỏe. Đây. Quay tới quay lui ok nha mọi người. Đây, tay quay gấp lại bình thường nha. Đó. Tất cả máy về đây là em đều kiểm tra qua hết. Anh em mua hàng cho anh em chỉ tháo ra kiểm tra hàng. Máy như em nói vậy đó, anh em nhận giúp em. Không như em nói thì trả về, không sao đâu. Đó. Giá công khai luôn. Giá con này giá là 350k nha mọi người. Đó. Máy xuất sắc, máy giá theo xuất sắc. Tất cả giá này giá cộng ship hết nha mọi người. Đó. Rồi, 350k, máy số 3. Rồi,
Tiếp theo là con máy số 4. Một con máy số 4 là một con máy thương hiệu dòng Shimano, hàng nội địa Nhật. Đây, Shimano GT3 chạy battery. Con này cũng xuất sắc theo thời gian. Con này có xây tầm 6.000, 7.000. Đây, gạt cớ ok. Con lăn lăn. Hoạt động trơn tru. Đó. Con này hoạt động rất là mượt. Đó. Mình thấy ok, video ok. Máy không lỗi. Kiên. Đây. Đó, một bên là một bên sống. Cứ ok ok. Đó. Đó. Tay quay xếp là bình thường nè. Đó, thấy không? Rồi. Máy này máy số 4, có giá là 400k. Đó. Máy xuất sắc, bán máy xuất sắc, nhưng mà máy hoạt động thì em bao. Cạo cá bao luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ là máy số 5 nha mọi người. Đây. Một con tay qua T-Spot 2000X. Nồi thì còn rất là sáng. Đây. Con này xây tương đương với là xây 6.000, 7.000, cứ sao được 200m. Không lắc. Không lăn lăn. Đấy, cứ ok. Dòng T-Spot này hoạt động rất là mượt nha mọi người. Bao mượt luôn. Đó. Đó, ok. Đây, máy đây, máy này chóc sơn. Đây, soi kỹ cho mọi người xem. Đó, máy chóc sơn, nó chóc sơn. Đây, bên đây bóng. Đây, bị chóc sơn. Đó, con lăn còn nguyên bóng. Đó. Anh em tay nghề cao, anh em về sơn con này lại là như mới luôn. Đó, một bên sống, nó cứ ok, hoạt động hoàn hảo nha. Đó. Rồi, giá công khai 450k. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 6. Con máy số 5 450k, máy số 6. Đây là một dòng Olympic. Đây, Olympic Let's Go 600. Máy chạy 3 mặt nặng. Đó. Hình như là con này có chống nước. Nó có gòn cái vòng vòng đây nè. Máy em chưa tháo, em chưa biết. Như làm tháo mấy con trước thì nó sẽ có gòn chống nước. Đây, hàng Olympic của Nhật. Một bên là một bên sống, một bên số. Cốt là cốt trợ lực, cốt bự. Đây. Cốt bự nha anh em, nó đính lông đàn vô nên cho rút ra. Máy có cốt trợ lực. Hàng Olympic. Ngoại hình thì xuất sắc như clip thôi. Đó. Nồi con còn bóng rồi. Ok. Đó. Con lăn thì con lăn chống ối cước. Con lăn là bằng sứ. Lăn nha mọi người. Con lăn này hạn chế ăn mòn. Đó. Rồi hình máy đây. Đó. Hoạt động ok. Nói chung là mấy con này hoạt động hoàn hảo. Những máy em bán ra là em đã test cận cảnh cho anh em xem rồi. Đây. À, tay quay thì tay quay ship đây được nha mọi người. Đó. Test hết mọi người xem. Đó, rồi. Giá công khai rồi, giá công khai máy luôn 500k. 500k cộng ship nha mọi người. 500.000 cộng ship. Đó. Hoạt động ok, máy số 6 500k cộng ship. Tiếp theo là một con máy số 7. Hàng trên hàng cuối cùng là hàng máy lớn không nha mọi người. Đây máy số 7. Đây một con Ryobi Carbon. Carbon Win 4000. À, Gatio 1.4.3. Xây tương đương, xây con này xây tầm 7000. Đó. Cước 7 được 200m. Cước này cước PE đi theo máy. Em để cho mọi người luôn. Xem như tặng.
Đây con lăng thì là con lăng làm bằng sứ, hạn chế ăn mòn. Đây quẳng lăng nha mọi người, làm test cho mọi người xem luôn, tem đầy đủ. Ngoại hình con này thật chắc mà nói thì nó tầm khoảng 90 90 phần trăm, 90 95 phần trăm. Đây nó không có sức gì nhiều hết đó. Rồi bên sống nó cứ ok, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó em soi cận cảnh máy cho mọi người xem luôn. Đây nó hoạt động ok. Mặt đạn thì nó sẽ bị khô, khô nhớt một ít. Đó. Và còn ok. Em test cho mọi người xem luôn. Đó. Một bên là một bên sống. Đây. Rồi. Đó. Máy hoạt động đó, giá công khai máy luôn 600k cộng ship đó. Máy máy số 7 600k cộng ship nha mọi người, xây 7.000, ngoại hình tầm khoảng 90 95 phần trăm. Em soi cận cảnh cho mọi người xem luôn đó, đã soi rồi đó nha. À, tay quay bằng ship thì được, tay quay ship thì nó chặn ốc này ra. À, tay quay ship thì được nha mọi người, đã test cụ thể từng chi tiết một luôn á. Rồi máy số 7 600k cộng ship. Rồi tiếp theo xem là con máy số 9. Đây một con Daiwa Seibot 4.000, xây tương đương xây con này tầm khoảng 8.000 đó. Con này ngoại hình thì đen ken, làm tầm khoảng 80 85 phần trăm. Đó em soi kỹ cho mọi người xem luôn. Đó. Đủ tem. Con lăn lăn nha mọi người. Đó. Test cụ thể. Seibot 4.000. Thân kim loại, nồi kim loại, hoạt động chân chu. Đó. Tay quay nè, ship được nha mọi người. Đó, mua mình là mua mình sống. Đây cước là ok. Hàng hàng nội địa Nhật. Đây, test cụ thể cho mọi người xem. Rồi. Giá con này là 650k nha mọi người, máy số 8. 650k. Rồi cộng chân chu. Nó không còn gì phải vàng nữa. Dòng máy quá cho bò. Rồi, tiếp theo con cuối cùng là một con đua chuột của hàng của Daiwa. Xe tương đương với là xe 10.000. Con đua chuột này vẫn là đua chuột carbon. Đây, để carbon box 5.000 g dây. Hàng đôi chuột mua bên sống. Hoạt động êm mượt chân chu, thấy không? Quá êm quá mượt. Đấy cứ ok nè, đó. Con lăn lăn nha mọi người. Đó, em test cụ thể cho mọi người xem luôn. Máy đặc biệt là máy quay không kêu nha mọi người. Đó. Đó, máy quay không kêu, anh em thích máy quay không kêu có máy quay không kêu. Mỗi bên là một bên sống. Ngoại hình con này tầm khoảng 85 phần trăm, vì là máy 7 nên không thể đánh giá cao hơn được. Máy này em nói tầm mới thì mới, máy 7 là máy 7. Đó. Rồi giá công khai con này luôn 700k cộng ship, máy 10.000. Đó, 700k cộng ship. Tất cả em lên máy hôm nay á, đều giá cộng ship cho mọi người hết nha. Giá cộng ship, giá này em không bao ship được. Rồi anh em nào ưng thì có thể liên hệ với em trên số điện thoại em để trên đây. Đó. Rồi cảm ơn mọi người.